của Bùi Hồ á, thì cũng như anh Nguyễn á, thì cô bác anh chị nói thôi anh Nguyễn cưới em Trang làm vợ luôn đi. Em mua. Em mua hả? Dạ, em mua ngoài chợ. À, rồi là thỉnh ngoài chợ ha. Dạ. Cái này là ai em bắt này cho em đây? Dạ, em tự làm. Em tự làm luôn hả? Dạ. Ô hay ta. Có ai chỉ em để mà thờ như thế này không hay là tự thờ? Dạ không, tự em thấy người ta thờ á. Dạ, Bùi Hồ xin chào các bác quý anh chị ạ. Hôm nay tiếp tục hành trình đó, thì Bùi Hồ cùng với anh Nguyễn An Giang đang có mặt tại An Giang luôn. Và hôm nay đó thì qua bên đây á, cũng giải thích một số vấn đề cho cô bác quý anh chị hiểu về một số hiểu lầm của cô bác quý anh chị giữa Trang với lại anh Nguyễn cũng như là Bùi Hồ. Có rất là nhiều cái bình luận mà khá là tiêu cực, mà khi mà trong cái quá trình mà mấy anh em làm video clip về em Trang, thì qua đây để nói cho cô bác quý anh chị hiểu nè, và cũng như định hướng một cái tương lai cho em Trang về cái thời gian sắp tới là như thế nào. Rất là nhiều khán giả muốn cập nhật tình hình của em Trang và con của mình để cho cô bác quý anh chị xem, để cho những cái giây phút vui giải trí á, thì mấy anh em cũng có những cái ý kiến trái chiều nó khác nữa. Thì bây giờ muốn biết như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào bên trong ha. Trang ơi, hôm nay thì đến đây vào buổi trưa, thì hai mẹ con đang tất bật ở trong cái căn phòng kìa. Hai mẹ con đang làm gì đó? Đang đắp nước, miếng nước nóng cho nó. Sáng nay em ăn cơm gì? Dạ, em chưa ăn cơm, em sáng em ăn hai cái mì rồi. Gì? Đeo này vô cho anh. Ăn hai gói mì hả? Dạ. Ôi trời. Không có mua gì ăn sáng sao mà ăn mì? Dạ, ăn mì cho đỡ tốn tiền. Vậy hả? Thùng mì còn được mấy gói? Dạ, còn mấy gói đó vậy? Còn tới hai thùng được mà. Dạ, ở đó còn thùng nguyên nữa. Thùng nguyên với thùng này nè. Dạ. Cái hai thùng mì này cũng nhờ là cái lúc ban đầu em mới lại đó, rồi cũng nhờ có mấy cô hàng xóm cũng cho. Ừ. Rồi hôm nay anh thấy là đó là có một cái tượng mẹ Quan Âm, là cái này là thỉnh hay sao? Dạ, em tự mua. Em mua hả? Dạ, em mua ngoài chợ. À, rồi là thỉnh ngoài chợ ha. Dạ. Cái này là ai em bắt này cho em đây? Dạ, em tự làm. Em tự làm luôn hả? Dạ. Ô hay ta. Có ai chỉ em để mà thờ như thế này không hay là tự thờ? Dạ không, tự em thấy người ta thờ rồi em bắt trước làm thêm. À, cũng hay ha. Thì tối là khấn nguyện rồi cho dạ, hai mẹ con sức khỏe rồi ha. Dạ, sáng em đốt nhang rồi tối em đốt nhang. À, thấy cái có từng mẹ Quan Âm thấy ấm cúng. Ừ. Nó cục lên trời. Dạ, cái cô cái bên đây nè, cô nhà cô kêu á là phải đem mẹ Quan Âm đem đi vô chùa cho mấy sư tụng kinh rồi điểm nhãn. Dạ. Rồi đem. Nhưng mà thật ra thì cái tâm mình là quan trọng nhất à. Tượng là chỉ là hình tướng của mẹ thôi. Dạ. Còn cái tâm của mình để tưởng nhớ đến mẹ ở đâu mà cũng có Phật mà. Mình dạ. Tin thì nó mẹ sẽ phù hộ cho mình mà. Đây là cá hôm trước mà thấy anh Nguyễn có qua là Trang bằng cá muối chiên đó hả? Dạ. Này là trưa nay ăn tiếp đúng không? Dạ. Dạ hả? Này là mua nhiêu cá, nhiêu tiền cá ta? Dạ, 50.000. 50.000 tiền cá. Dạ. Hai mẹ con ở cũng khá là gọn gàng ha. Dạ. 50.000 còn tiền cá đó là mình ăn được mấy ngày? Dạ, em để phần nửa trong tủ lạnh, còn phần nửa em đem ngoài kia em phơi à. Muối phơi. Đâu? Bữa nào cho dạ. Ăn ké cá. Ô, nấu chè nó hả dạ? Dạ không phải, cái đó là cá mắm, kho mắm là 2-3 ngày. À, nó bị động lại ha. Dạ. Còn phân nửa này là cá nào đâu em, nói cá nào để trên tủ lạnh. À, ngăn trên đấy ha. Dạ. Đây. Dạ, còn mấy con trong chén, còn như em phơi ngoài kia hết trơn rồi. Nói chung là tiết kiệm này gọi là lương khô á, phòng những ngày mưa bão như thế này. Thôi hai mẹ con lại đó ngồi đi. Anh dạ. Đến đây nha, chia sẻ một ít cái vấn đề cũng như là thăm hai mẹ con ha. Dạ. Thì để cho bé nằm đi cho vui vui, cho anh Nguyễn quay cho vui vui. Cái nghề nghiệp của anh với anh Nguyễn mà đi cứ lang bạc khắp nơi á, thì đi đây đi đó, gài đây mai đó, cái chuyện cầm điện thoại là khá là bình thường.
Cái này uống sữa ít lại cho ăn dặm được chưa? Em cũng 4 tháng rồi, em cũng hỏi mấy cô sớm như thôi đừng cho nó ăn sớm qua, ăn sớm sau này bao tử bé không tốt. Cơm nghiền á, gọi là cơm nghiền á, hoặc là ăn dặm xương xương vậy. Ai cũng kêu 5 tháng mấy gì đi ai cho nó ăn. 5 tháng, 5 tháng mấy. Cô bác của anh chị góp ý là em khi mà em để cái nấm giả như thế này nè, để nó này nhằm khi sợ mình phải trụng sôi, sợ nhằm khi bị vi khuẩn này kia đó, anh nên cẩn thận cái đó. Bữa nay đói dữ rồi, uống cục rồi, uống nước. Dạ, nước cho nước. Thưa cô bác của anh chị, nãy giờ cũng qua đây á, thì thật ra thì trong cái thăm em Trang á, hỏi thăm để quay tổng quát cái nơi em Trang đang ở cũng như là cái cuộc sống mà sau khi cô bác của anh chị giúp á, thì em Trang như thế nào. Thì cô bác của anh chị cũng thấy đó, thì em Trang cũng ăn uống khá là tiết kiệm. Và mỗi ngày chi tiêu là nhiêu tiền? Dạ, chi tiêu em ăn ngày là mấy chục ngàn. Ăn uống cũng khá là tiết kiệm á, cô bác của anh chị cũng có mấy chục ngàn cho hai mẹ con thôi, chủ yếu là tiền sữa của bé thôi. Thấy mua khô về thấy mần cá cũng cũng đảm đang ha. Chắc là quay cái thước phim này chắc cô bác của anh chị đã từng giúp đỡ em Trang đó, thì cô bác của anh chị sẽ vui lòng hơn. Tại vì người mình giúp đỡ đúng người á để vượt qua cái khó khăn như thế này. Cùng đó thì Bùi Hồ với anh Nguyễn á thì cũng có thường xuyên, Bùi Hồ cũng thường xuyên qua đây. Thì cũng có thường tới lui chỗ của Trang. Anh Nguyễn cũng thường lại thăm Trang cũng như là anh Nguyễn chở bé Trang đi mua sắm một số vật dụng, lý do là Trang thì không có xe. Đi mua sắm vật dụng dây đai hay là một số đồ dùng thiết yếu cho Trang. Thì gọi là cô bác của anh chị gọi là tại sao cứ quay em Trang lên hoài, hết nhân vật để quay hay như thế nào, và quay hoài rồi người ta sẽ xem sẽ chán. Nhưng mà đặt ra như thế này, cô bác của anh chị làm cái công việc mà gọi là mạng xã hội á, thì có rất là nhiều ý kiến. Người ta nói là 1.000 người thì cũng phải có khoảng 100 người chơi, có nghĩa là 900 người khen thì cũng phải có 100 người chơi, và có ý kiến trái chiều, gặp những cái bình luận thì khá là buồn. Có nghĩa là quay em Trang hoài ấy, không đi chỗ khác quay. Là cái công việc của anh em á là cập nhật tình hình của nhân vật cho cô bác của anh chị biết rõ hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Trang là sống ở đây có mình, anh Nguyễn cũng thường xuyên cập nhật. Thì trong cái quá trình mà cập nhật của Bùi Hồ á, thì cũng như anh Nguyễn á, thì cô bác của anh chị nói thôi anh Nguyễn cưới em Trang làm vợ luôn đi. Đó, rồi anh Nguyễn làm ba đỡ đầu của em Trang luôn đi, hay là Bùi Hồ qua ở với em Trang luôn đi. Thậm chí có một cái bình luận khá là tiêu cực như thế này. Tôi nghe hàng xóm Trang kể là Hồ ngủ lại nhà em Trang, ở vậy chắc lâu ngày cũng mồi lửa. Đó, có bình luận đó, Bùi Hồ sẽ cắt cái đoạn bình luận nó ngắn. Cô bác anh chị thấy không? Thật ra thì Bùi Hồ cũng nói với em Trang là Bùi Hồ thì cũng có gia đình rồi, nên anh thử là muốn qua đây để mà hỗ trợ cho hai mẹ con thôi, cũng như cập nhật tình hình của em Trang với lại bé Minh Anh. Cô bác anh chị cũng có rất là nhiều cô quan tâm. Thì nói vậy thì Bùi Hồ cũng không biết trả lời bình luận như thế nào cho hợp lý. Và hôm nay làm một cái video để cho cô bác anh chị biết là nó có những cái bình luận á, nó gây ảnh hưởng cho nhân vật và gây ảnh hưởng tâm lý cho người quay luôn. Ví dụ như Trang em nghe bình luận đó em đọc thì em thấy như thế nào? Em buồn. Buồn không biết không tại sao mình đâu có làm gì đâu mà tại sao những người mình nhắn tin như vậy đối xử mình vậy. Đó, rồi thậm chí là hai anh em mà muốn qua quay em Trang cũng ngại nữa. Đó, thời gian này thì Bùi Hồ cũng khá là bận rộn cái công việc gia đình. Thì mong cô bác của anh chị á xem, nếu như mà không thích mình có thể mình lướt video mình bỏ qua nội dung đó. Còn nếu như mà có thích xem nhưng mà một cái bình luận nào đó cho nó văn minh một tí xíu. Trang thì bây giờ cũng mới sang chấn tâm lý xong á, mới gọi là một cái quá khứ nó cũng có gọi là nó không có như mọi người đó, rồi bây giờ phải ôm con nuôi ở xứ xa như thế này nè. Rồi đã em Trang có trả lời rất là rõ anh ấy là em bây giờ chỉ lo con của em thôi, em không có nghĩ đến mấy vấn đề khác. Cái thứ hai á, là rất là nhiều cô bác của anh chị là hỏi là để mà cưới em Trang, thì em Trang cũng có trả lời thẳng luôn. Thật ra này anh qua đây thì chủ yếu là để gần
quay cho cô bác quý anh chị xem thôi, chứ cũng đâu có qua lại thường xuyên đâu cô bác quý anh chị. Trang em có thể nói một lời nào cho cô bác quý anh chị biết thôi. Bùa hộ đây cũng lâu lâu mới qua cập nhật, qua thăm em này kia, cập nhật để cho video cho cô bác, cô chú anh chị thấy thường ngày em sống sao sao đó. Rồi chỉ muốn cho cô bác hiểu rõ về em thôi, chứ anh bùa hộ ít có qua đây lắm. Dạ. Nó có cái bình luận khác không? Em nghe là đọc bình luận mà nói tối anh ngủ ở đây, em thấy như em đọc bình luận đó, em không hiểu sao vô bình luận nói gì nữa. Cũng mong cô bác anh chị cũng bỏ qua ha. Anh Nguyễn nói một lời nào đi anh Nguyễn, có những cái bình luận nào đó tiêu cực anh có thể chia sẻ thêm. Vừa qua cũng chia sẻ về cái ảnh bé Trang đó, cũng khá là nhiều anh chị trong nước và ngoài nước cũng quan tâm về gia đình của bé Trang đó, hai mẹ con. Thì cũng có số cái bình luận đó, nhưng mà cũng không hay gì mấy. Vừa qua cũng Nguyễn cũng đã nhận được, thì khi làm cái nghề, khi làm dâu chăm họ, khi người khen có, người chê có. Nhiều khi ông Nguyễn nó thật khắc, khi đọc cái bình luận nhiều khi cũng rất là buồn. Nguyễn quen những nhân vật như bé Trang đó, thấy cuộc sống khó khăn, mình cố gắng mình lôi em nó lên để thay đổi cuộc sống mới, thay một cái trang mới. Đã khắc khổ, đã vượt qua, không có được may mắn, được cái tấm chồng mình lặng. Hiện tại bây giờ đó, Nguyễn đó, với Bùi Hồ đó, thì cũng mong muốn cho em đó thì chỗ ở mới, cuộc sống mới, sắp tới nữa thì tươi đẹp hơn nữa. Thì mong bà con cô bác anh chị em đó, bên kênh Bùi Hồ và Nguyễn Văn đó cũng thông cảm và thương cảm cho em Trang. Em Trang thì nó tuổi khá là nhỏ, mới có 23 tuổi thôi. Thì anh chị cũng xem cũng thông cảm cho anh Trang. Nguyễn mong muốn sắp tới nữa thì cho hai mẹ con cuộc sống tốt hơn nữa. Theo như Bùi Hồ cũng có trò chuyện với Nguyễn Trang đó, theo cái nghề của em Trang đó. Thì Hồ có bàn với Nguyễn Trang đó là cho em có kiếm cái nghề. Sau đó nó sẽ nói luôn một cái vấn đề đó. Thì thôi sẵn qua đây nè, thấy bữa nay bé lanh lợi quá trời luôn à. Đây, mấy ngày nay ngoan không? Dạ ngoan. Ngoan hả? anh Nguyễn quay bé cho cô bác quý vị xem ơi. Nhìn cái mặt đẹp lắm, dễ thương lắm. bé Trang á thì không có xe đi, thì mua đồ ăn gì hết cũng phải gửi hoặc là nhờ anh Nguyễn đi hộ. Có nghĩa là ví dụ mua một số đồ vật dụng cho bé Minh Anh nè, rồi cũng mua gì đai hay là sữa đó phải nhờ anh Nguyễn đi, chứ bây giờ không biết gửi, không ở nhà, ở nhà trọ không biết gửi ai á. Thành nữ là cũng cô bác quý anh chị cũng thông cảm cập nhật tình hình đó. Thứ hai là đi ra ngoài thì nó là quen với cái môi trường sống ở đây, thì bé Trang nó cũng thấy vui hơn. Thật ra thì trong cái tâm tâm của Bùi Hồ với anh Nguyễn á, thì coi Trang giống như em gái của mình vậy thôi. Thì gọi là hữu duyên mà có duyên được gặp gỡ nhau, thì hỗ trợ nhau được phần nào hỗ trợ cái cuộc sống của bé Trang á. Là một người thiếu nữ mà bị gọi là một anh chàng trai sở khanh dụ có bầu như vậy đó. Nếu như mà cuộc sống của bé Trang mà ở tại gia đình, ở ngay nhà ba mẹ, thì Bùi Hồ với anh Nguyễn chắc không quay, có quay nhiều làm gì. Còn này là hai mẹ con chỉ sống ở một cái căn phòng trọ cô đơn, đơn độc, lạc lõng một mình, nên là thường xuyên cập nhật để biết là tình hình hai mẹ con sống ở thời điểm hiện tại nơi đất khách quê người là như thế nào. Cũng như trước đây anh Nguyễn có quay của một nhân vật là bé An, đúng không anh? An thì cũng bị một cái tên sở khanh dụ có bầu. Nhưng mà cái trường hợp của bé An á là như nè, có ba mẹ ở nhà dù khổ nhưng mà lại có được mẹ ở nhà nuôi phụ tiếp nuôi cháu ngoại, nó cũng đỡ hơn Trang. Này Trang chỉ có mình thôi. Cô bác quý anh chị cũng biết là cập nhật cái quá trình rất là dài, từ xứ lạ của người đến đây rồi gia đình nữa, nên mình không có nhắc tới cái chuyện gia đình đó. Nên hiện nay ở đây thì cũng muốn cố gắng cập nhật anh em sẽ hỗ trợ cho Trang hết mình. Thì cũng mong em á thì cứ xem anh với lại anh Nguyễn á là người thân trong gia đình đi, và là người anh trai đi hay là như thế nào đó. Thì có gì á thì em cứ alo cho anh Nguyễn. Ví dụ anh Nguyễn ơi, hôm nay con
của em nó hết sữa hay là như thế nào thì cứ nói. Tại vì muốn giúp đỡ cho em. Có thể là lâu lâu sẽ cập nhật một clip một lần, nhưng mình đến khoảng 6 tháng bé mình gửi được nhà trẻ đó. Thì cho thông tin cô bác của anh chị vài clip nữa để mà cô bác của anh chị nắm rõ luôn anh Nguyễn ha. Thì bé Trang đi làm được á thì sẽ lúc đó thì hai mẹ con tự sinh hoạt được rồi. Đó, bình luận cũng buồn buồn chứ không phải nhân vật bị ảnh hưởng mạch ra cái tâm lý mà của Bùi Hồ với Nguyễn là chuẩn bị sẵn rồi. Trang là người ít gia chạm với mạng xã hội, nó khác mạng xã hội mà mình làm là phải có người chơi người khen rồi, nhưng mà cái góp ý là thiện cảm nó quan trọng lắm, nó quan trọng cho cái người những người mà làm video như Bùi Hồ với anh Nguyễn. Trời ơi. Hôm bữa nay sao mà thèm nước hả? Nước cục quá. Dạ hả? Dạ nước cục. Mình thường xuyên không? Dạ không, 2-3 ngày nước cục một lần. Mà lần nào anh qua lần nào thấy cũng bị nước cục chứ? Dạ hả? Đúng rồi, không biết sao lần nào anh qua là đã bị nước cục rồi. Nguyễn quá đâu với nước cục đâu. Ok trời. Hôm trước là anh nghe anh Nguyễn nói là dự định mua cho em chiếc xe. Thì mục đích của em là muốn làm gì? Mua xe để có đi chợ tiện hơn xíu, khỏi cần đi xe ôm, nó khỏi không có tốn tiền nữa. Thì anh Nguyễn xin ý kiến Mạnh Thường Quân thì như thế nào rồi? Thì cũng anh chị cũng tán thành hết. Ở một mình, mỗi lần xe ôm đó thì nó rất là khó khăn, mua đồ này kia cần thiết mà rất là khó. Vì cái đường dài thì phải tốn kém rồi. Chiếc xe nó hợp lý thôi. Sau này đó bé Trang có đi học nghề nè, thứ hai nữa chở con đi mua đồ đặc biệt cũng dễ. Dạ. Trên chiếc xe tiết kiệm, tốn kém một lần nhưng mà nó tiết kiệm hơn. Nhưng mà em nói với anh Nguyễn là xe có 2 triệu, có xe 2 triệu mấy 3 triệu đó mua, em mua còn mắc của em không có mua. Xe 2 triệu, có xe 1,5 triệu luôn kìa. Dạ, xe đạp á. Chứ bây giờ xe nào mà có xe nào mà 2 triệu đâu. Xe ít ga cũng phải, xe mà dỗm dỗm thì cũng phải ít ga 3,5 triệu. Rồi em muốn xe khoảng 2 triệu, 1 triệu cũng có đó. Mua xe 1 triệu được rồi. Nói chơi cho vui cô bác với anh chị. Thì thật ra thì khi mà Bùi Hồ đi qua như thế này nè, để tiết kiệm một cái thời gian. Thì cái nội dung mà nó quay dài quá thì cô bác với anh chị sẽ không biết được nội dung của đoạn clip đó quay về cái nội dung gì. Thì nội dung mà Bùi Hồ quay là hôm nay á, là muốn cho cô bác của anh chị hiểu rõ hơn, để về đừng có gọi là mong cô bác của anh chị có thương Bùi Hồ, thương anh Nguyễn, thương Trang, thì đừng có gán ghép vô để mà tội nghiệp em Trang. Anh Nguyễn thì cũng muốn hỗ trợ giúp đỡ và tận tình giúp đỡ cho em Trang vượt qua lúc khó khăn này. Thì cô bác của anh chị cũng đừng kêu là làm cha đỡ đầu cha nuôi hay như thế nào đó, thì sau này bé mình nó lớn lên nó kêu anh Nguyễn là ba nuôi cũng được, cũng đâu có sao đâu. Nhưng mà để cho Trang coi cho có một cái cuộc sống, lo cho em bé trước đi. Mai mốt về cái chuyện gắn ghép, cái chuyện mà Trang thì sống ở đây quen thì Trang có thể tìm gặp một người nào hợp ý đó, thì Trang có thể một năm sau, 2 năm sau thì lập gia đình ở đây luôn đó. Chuyện nó cũng không có bộ màng lắm, mà quan trọng bây giờ là hai mẹ con phải có sức khỏe ha. Thì thôi bây giờ một cái nội dung nữa rất là hay đó là bàn cái phương kế sinh nhai cho hai mẹ con hai Nguyễn ha.